Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Nông dân Điện Biên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự Nông dân luân giói thi đua làm giàu. Những nông dân thoát nghèo ở Thanh Yên và mô hình nuôi ong rừng lấy mật của ông Vàng Giống Nù. Cuối chuyên mục là ghi nhận dấu ấn từ một hội thi. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Nông dân xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông đã tích cực triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Hội đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, qua đó giúp nhiều hội viên nông dân phát huy được thế mạnh của địa phương trong phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương. Đầu tư làm chuồng trại kiên cố, áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi trâu bò theo mô hình nuôi nhốt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đó là mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Lại Thị Hà, xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông, một mô hình tiêu biểu của Hội Nông dân xã Luân Giói. Năm 2019, gia đình chị Hà đã vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Ban đầu, chị chỉ nuôi 3 cặp bò sinh sản. Qua các năm, đàn trâu bò phát triển dần lên. Có thời điểm trong chuồng nhà chị có gần 50 con trâu bò. Hiện nay, chị đang duy trì đàn gần 20 con. Để đảm bảo đủ thức ăn cho đàn vật nuôi, chị Hà đã trồng hơn 2.000 mét vuông cỏ. Cùng với đó, gia đình chị đã bổ sung thêm thức ăn tinh như ngô, sắn để đảm bảo dinh dưỡng cho đàn trâu bò. Cùng với nuôi trâu bò, gia đình chị còn trồng hơn 1 hectare cây ăn quả với các loại cây như xoài, cam, bưởi và một ao nuôi cá rộng hơn 3.000 mét vuông. Với mô hình phát triển kinh tế này, một năm thu nhập từ chăn nuôi trồng trọt, gia đình chị thu về hơn 200 triệu đồng. Gia đình chúng tôi cũng đã mạnh dạn vay vốn và đầu tư vào để làm mô hình kinh tế gia đình. Thì bao gồm có là vườn cây ăn quả, là chúng tôi là có hơn 600 cây xoài. Ngoài ra còn có cam, nhãn và ổi. Chúng tôi còn có làm trang trại theo cái mô hình kinh tế là vườn ao chuồng. Để phát triển được cái mô hình kinh tế gia đình như vậy thì chúng tôi cũng được Hội Nông dân của xã hỗ trợ về hướng dẫn về kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả và chăm sóc và phòng trừ một số bệnh cho gia súc. Thì cũng từ các cái lớp tập huấn và hướng dẫn như thế thì gia đình chúng tôi đã có thêm rất nhiều những cái kiến thức để áp dụng vào để phát triển kinh tế hộ gia đình. Anh Quảng Văn Phiêng ở bản Lại chọn phát triển kinh tế gia đình với mô hình nuôi gà thả đồi. Với diện tích đất vườn đồi rộng, anh đã trồng một số loại cây ăn quả rồi thả gà nuôi dưới tán cây. Hiện nay gia đình anh Phiêng đang nuôi hơn 500 con gà. Anh Phiêng cho biết nuôi gà thả đồi mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn chăn nuôi các loại con giống khác mà lại không mất nhiều thời gian chăm sóc. Yếu tố quan trọng trong chăn nuôi là chọn con giống chất lượng tốt, tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh. Đồng thời, cần giữ chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát, máng ăn uống được vệ sinh khử trùng thường xuyên để đảm bảo sức khỏe cho đàn gà. Nhờ áp dụng chặt chẽ quy trình chăn nuôi chăm sóc, nên đàn gà của gia đình anh lớn nhanh, ít rủi ro về dịch bệnh. Anh Phiêng nuôi gà theo hình thức nuôi gối đàn, mỗi năm nuôi 3 lứa. Ngoài nuôi gà, anh Phiêng còn nuôi cá và trồng thêm cây ăn quả. Từ cách làm kinh tế này, gia đình anh có nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng một năm. Kinh tế bắt đầu thì mình từ mấy năm trước rồi, nhưng mà ao này cũng chưa có. Rồi là mình lấy cái nguồn vốn là bên Hội Nông dân là cho vay là 50 triệu. Rồi là mình đi xúc ở cái ao này, rồi là có mấy cái ao này. Rồi là có chương trình mình nuôi mấy con gà để phát triển kinh tế. Thu nhập thì chỉ có không được nhiều, chỉ có mấy bước vào mấy năm này thôi. Đấy, chỉ có được mấy năm chỉ có bán được gà mấy cá. Để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ chính những cây trồng quen thuộc của địa phương, Hội Nông dân xã Luân Giói đã triển khai thực hiện nhiều mô hình về trồng trọt và đã đem lại hiệu quả. Mô hình trồng lúa nếp tan, một giống lúa địa phương theo hướng hữu cơ là một ví dụ. Anh Vì Văn Phát,
trưởng bản Nang Ngua cho biết, hiện tại người dân trong bản đang trồng hơn 30 hectare lúa nếp tan. Khi tham gia mô hình, người dân được tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh. Đây là năm thứ hai thực hiện mô hình, người dân đã thực hiện kỹ thuật cấy lúa theo phương pháp cải tiến, chủ yếu sử dụng phân hữu cơ trong chăm sóc lúa. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng thuốc, đúng bệnh đã đem lại hiệu quả trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Vụ mùa năm ngoái, năng suất lúa nếp tan của bản đạt gần 70 tạ một hectare. Năm nay cây lúa phát triển tốt, theo như đánh giá của người dân thì năng suất sẽ đạt cao hơn. Tức là năm 2023, là dân bản đã thực hiện năm đầu tiên, là cũng kết quả thu là cũng là rất tốt, cây lúa có phơn, là chăm sóc, chú ý chăm sóc đều, là thu nhập năng suất cũng là khá cao. Năm vừa rồi là được từ 140 đến 150 nghìn trên 10 cân thóc. Đấy, còn gần Tết thì được 160 trên một yến. Đấy, còn giá cả là rất cao. Năm nay dân tập trung rất là lồng lều, cây lúa cũng phát triển rất là tốt. Nhằm giúp đỡ hội viên có nguồn lực phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo hiệu quả bền vững, Hội Nông dân xã Luân Giói đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho hàng trăm hộ nông dân vay vốn, tổng số tiền hàng tỷ đồng. Tất cả nguồn vốn vay được triển khai đã giúp cho hội viên nông dân phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, Hội Nông dân xã còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm Khuyến Nông, Trung tâm Dạy nghề huyện, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật như nuôi bò, dê, cá. Các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đã thu hút đông đảo hội viên và nông dân tham gia. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo của hội viên và bà con nông dân. Phát triển kinh tế gia đình thì từ trước cũng rất là gặp nhiều khó khăn. Bây giờ là cũng qua được các lớp tập huấn sản xuất kinh doanh thì cũng học hỏi với áp dụng vào cái khoa học kỹ thuật mà tôi cũng không có vốn. Bây giờ là cũng bay ngân hàng chính sách đã cho bay 50 triệu đấy, đi mua trâu bò về nuôi và làm ao thả cá. Bây giờ gia đình tôi cũng bớt được một phần nào khó khăn. Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm. Hội Nông dân xã Luân Giói tích cực tuyên truyền, tổ chức cho hội viên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, phối hợp chuyển giao kỹ thuật, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả. Phong trào nông dân, hội nông dân thì cũng về công tác tuyên truyền cho hội viên nông dân để phát triển kinh tế xã hội, để cho các hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi, chăn nuôi trồng trọt, thì cũng hội thì cũng có kế hoạch để xây dựng các chương trình để tuyên truyền cho bà con nông dân ở trong xã để phát triển kinh tế xã hội, trong cho hội viên để nâng cao về kỹ thuật, tuyên truyền kỹ thuật, kỹ thuật cho hội viên nông dân về công tác chăn nuôi và trồng trọt. Phát huy những kết quả đạt được, Hội Nông dân xã Luân Giói tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, hỗ trợ vay vốn, xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Từ đó, tạo cơ hội giúp hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống gia đình. Những năm qua, cùng với chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, Hội Nông dân xã Thanh Yên, huyện Điện Biên đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ về nguồn vốn kỹ thuật, giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Gia đình ông Phạm Văn Dưỡng ở thôn Hoàng Yên thì phát triển kinh tế gia đình theo mô hình chăn nuôi tổng hợp. Sau nhiều năm cố gắng vượt khó để phát triển kinh tế, đến nay gia đình ông đã phát triển ổn định mô hình với 2 ao cá rộng hơn 7.000 m2, nuôi cá rô phi đơn tính, một khu nuôi lợn, trung bình mỗi lứa nuôi trên 50 con, và một khu nuôi gà đẻ trứng với số lượng gà trên 400 con.
Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, ông Dưỡng luôn chú trọng tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan học tập kinh nghiệm từ các mô hình trong và ngoài xã để áp dụng vào mô hình của gia đình. Ngoài ra, ông cũng chủ động tìm mua những con giống có chất lượng, sức đề kháng, chống chịu bệnh tốt để nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Nhờ vậy, những năm qua, các loài vật nuôi của gia đình ông sinh trưởng và phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình ông, với mức thu nhập một năm đạt gần 300 triệu đồng. Đầu tiên chúng tôi phát triển về cái ao, đào ao thả cá, sau đó là đi học hỏi các cái kinh nghiệm, thế và chăn nuôi gà vịt để phát triển, thì từ đó thì nó gia đình phát triển ra được cái kinh tế ổn định, thì là dùng cái đồng vốn đó để phát triển dần lên tất cả các cái mô hình ở trong gia đình, để thế thì từ cái vốn tự có đó thì gia đình tôi phát triển đến nay là nói chung là cũng tạm thời ổn định về cái kinh tế. Hàng năm, Hội Nông dân xã Thanh Yên đều tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng đến các cơ sở hội và hội viên. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên và các chính sách hỗ trợ để chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Từ thực hiện các mô hình sản xuất kinh doanh, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu cho ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu, trở thành những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, với mức thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Hiện nay, xã Thanh Yên có gần 100 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi là một trong ba phong trào lớn của hội. Do vậy, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã rất là chú trọng về cái phong trào này. Do vậy, đã lãnh đạo chỉ đạo và tuyên truyền vận động cho cán bộ hội viên, nhất là phát triển các cái hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Hội Nông dân xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể cũng như là cơ quan chuyên môn của huyện để tập huấn khoa học kỹ thuật cho cán bộ hội viên và nhân dân trong toàn xã. Ngoài ra còn tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để tạo điều kiện vốn vay cho hội viên nông dân để phát triển kinh tế. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã Thanh Yên tập trung đẩy mạnh hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống của hội viên, xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, ông Vàng Giống Nù ở bản Phua Di Tổng, xã Hừa Ngài, huyện Mường Trà, được nhiều người biết đến là người giỏi nuôi ong rừng lấy mật. Từ nuôi ong rừng mà từ một hộ gia đình khó khăn, gia đình ông Nù đã trở thành hộ khá giả trong bản. Đây là mô hình nuôi ong rừng lấy mật của gia đình ông Vàng Giống Nù, bản Phua Di Tổng, xã Hừa Ngài, huyện Mường Trà. Mô hình đã đem lại hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông. Ông Nù cho biết, gia đình ông đã nuôi ong rừng lấy mật được hơn 10 năm rồi. Hiện gia đình ông có hơn 60 đàn ong. Nuôi ong rừng tự nhiên không khó, nhưng cần có sự chăm sóc tỉ mỉ, kiên trì, theo dõi thường xuyên. Đặc biệt là phải hiểu được tập tính tự nhiên để chăm sóc thì đàn ong mới không bỏ tổ. Đi tiền lấy đi bát lại rừng thì sang nào chỗ nào thì có ở đây thì mình đi bán nó về thì là làng khí thùng cây thì là cho nó vào thì là chăm sóc thì là đàn người nhà một đứa trâu bò để thùng cái thuyết rồi là trồng ấy trồng ngày thế là chỉ biết như thế thì là nó sử dụng tiền thì cũng ăn thế thôi mà. Theo như ông Nù thì nuôi ong rừng tự nhiên không phải đầu tư nhiều. Thùng ong được làm từ thân các loại cây gỗ được khoét rỗng phần trong. Để tránh nắng nóng mùa hè và gió lùa vào mùa đông, ông Nù dùng tấm lợp, bao bạt đặt phía trên thùng nuôi ong để đảm bảo nơi ở không bị ảnh hưởng. Khi thu hoạch mở một đầu, lấy cả mật và sáp rồi vệ sinh sạch sẽ thùng, đàn ong sẽ tiếp tục làm lại sáp mới. Không chỉ làm giàu cho gia đình, bằng kinh nghiệm mình tích lũy được, ông Nù đã chia sẻ giúp con giống cho 5 hộ dân trong bản cùng tham gia nuôi.
và ăn lẩu ấy thì ông cũng tiện nuôi ong này, ông cũng tự phát triển gia đình khán giả, sau đó ông cũng tự làm giàu chính bản thân. Còn các hội viên khác thì cũng nhờ gần đấy thì cũng có một số hộ là từ cái viện nuôi ong, thì nói chung là sáng ngày thì các hộ nuôi ong thì cũng phát triển tốt. Mô hình nuôi ong rừng lấy mật ở vùng rừng núi của gia đình ông Nù mang lại hiệu quả kinh tế, giúp gia đình ông thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2024. Hội thi đã khép lại nhưng dư âm về tính tích cực từ hội thi vẫn còn lan tỏa trong cán bộ và hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Anh Quảng Văn Lẩu đến từ xã Lai Nưa, thị xã Mường Lai, thuyết trình về vai trò của hội nông dân trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Bằng những ví dụ thực tế từ địa phương, anh Lẩu đã chỉ ra những mặt làm được và chưa làm được của hội nông dân thị xã Mường Lai trong việc giám sát và phản biện xã hội, trong việc theo dõi phát hiện những sai sót bất cập trong thực thi chính sách có liên quan đến sản xuất nông nghiệp, phát triển nông dân, xây dựng nông thôn trên địa bàn thị xã Mường Lai. Trong cái quá trình mà ứng dụng thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội này thì tôi đã áp dụng và cũng như là địa phương, đơn vị của tôi cũng đã thực hiện tốt về các nội dung trong cái quy chế và đạt được nhiều kết quả và đã được các cấp công nhận. Qua chương trình này thì hội thi này thì tôi sẽ là với tư cách là một tuyên truyền viên, báo cáo viên thì tôi sẽ về địa phương để tiếp tục công tác tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện, triển khai thực hiện nghị quyết đến với đông đảo, lan tỏa đến nhân dân. Anh Giàng A Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Pám Mì, huyện Mường Nhé, có bài thuyết trình về vai trò của Hội Nông dân trong việc vận động người dân trồng cây quế để phát triển kinh tế gia đình. Bằng chính những việc làm cụ thể mà Hội Nông dân xã Pám Mì đã triển khai thực hiện trong thời gian qua, trong vận động tuyên truyền để người dân hiểu về lợi ích khi trồng quế và những kết quả đã làm được, anh Dũng đã nói lên được vai trò của những tuyên truyền viên nông dân trong công tác tuyên truyền vận động. Để người dân tin tưởng và đồng thuận cái chủ trương cũng như là cái dự án hỗ trợ người dân trồng cây quế trên địa bàn huyện Mường Nhé thì tôi ở trong đó có cái vai trò của hội nông dân là rất quan trọng. Đầu tiên là chúng ta phải tuyên truyền vận động hội viên nông dân cũng là người dân để hiểu được cái chủ trương, đặc biệt đó là cái quyền lợi và lợi ích khi tham gia trồng quế. Đến nay thì người dân cũng đồng thuận và thực hiện cái dự án trồng quế trên địa bàn huyện Mường Nhé. Tham gia hội thi có 19 thí sinh là cán bộ hội, chi hội trưởng cơ sở, hội viên nông dân tiêu biểu của hội nông dân các huyện, thị, thành phố. Các thí sinh tranh tài ở 3 phần thi, thi xây dựng đề cương, thi thuyết trình và thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung tập trung chủ yếu vào việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh, của địa phương về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân. Hội thi tuyên truyền viên giỏi thì là một cái sân chơi, là một cái cơ hội để cho các cái hội viên có cơ hội được học tập, giao lưu, trao đổi những cái kinh nghiệm về cái hoạt động tuyên truyền. Và quan trọng hơn là thông qua cái hội thi lần này thì Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện thị có cái cơ sở để đánh giá một cách chính xác, khách quan về cái thực trạng, cái đội ngũ tuyên truyền viên của hội hiện nay, để từ đó có cái giải pháp nâng cao cái chất lượng của đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hội thi tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2024 là hoạt động ý nghĩa để cán bộ hội viên nông dân giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau về công tác hội và phong trào nông dân. Từ đó xác định phương hướng rèn luyện, trau dồi kỹ năng tuyên truyền, góp phần đưa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của hội nông dân đi vào cuộc sống. Cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi chuyên mục Nông dân Điện Biên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.